Hàng trăm người biểu tình chống đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia ở Pháp, tên từ Paris. Hàng trăm người trẻ giận dữ đã biểu tình tuần hành tại Paris vào ngày hôm nay để phản đối chiến thắng của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của Pháp trong cuộc bầu cử châu Âu vào Chủ nhật tuần trước. Đảng chống Liên Âu này đã giành được hơn 25% số phiếu tại Pháp. Những người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Bastille ở Paris, trong khi các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra tại các thành phố khác của Pháp. Một người trẻ tham gia biểu tình nói đảng Mặt trận Quốc gia không bảo vệ lợi ích của thanh niên Pháp. Một người biểu tình khác thì nói rằng không thể nào chấp nhận được một đảng chính trị có lập trường phân biệt chủng tộc một cách công khai.